Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ làm món mực riêng cay nha. Thành phần của mình gồm có đây là một tô mực. Đây là một tô mực mình đã sơ chế rồi ngâm nước. Mực này là mực hấp, mình ngâm để cho nó đỡ cay, đỡ mặn nha. Tại vì ở ngoài người ta để lâu nên mực nó rất là mặn nên mình sẽ ngâm. Và thành phần gồm có tỏi này, đường này, nước mắm mình chuẩn bị rồi. Đây mình sẽ quay tỏi cho các bạn. Đây coi tỏi. Mình sẽ coi tỏi nha. Tỏi mình đã băm nhỏ rồi. Đó, bây giờ mình sẽ bật bếp lên và bắt đầu làm nha. Đây. Mình sẽ cho chảo nóng. Đây mình sẽ bật bếp lên. Đây là bếp. Xong mình sẽ cho chảo nóng một tí xong mình cho dầu ăn vô. Đó mình sẽ cho dầu ăn vô. Xong rồi mình sẽ cho tỏi vô. Cho hết tỏi vô. Rồi xong. Đợi khi nào tỏi thơm mình sẽ mực vô. Bây giờ mình sẽ vớt mực ra, đổ nước bớt đi. Đó. Đây mình sẽ để camera trên đây cho các bạn coi nhé, mình sẽ quay một chút nữa. Đó, đây tổng hơn rồi, xong rồi mình sẽ bỏ mực vô. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đây mình sẽ bỏ mực vô, mình đảo đều lên. Đây mình sẽ đảo đều lên. Đây là mình mực, mình sẽ chỉnh camera sao cho nó xa thêm một tí cho các bạn coi cho rõ nha. Đó, mình sẽ đảo lên. Đó. Đảo lên cho mực nó săn lại một tí. Đó, đợi mình một xíu nha. Chắc có mực ăn rồi. Đây, xong rồi. Xong rồi, mình sẽ cho một ít nước mắm vô. Mình sẽ cho một ít nước mắm vô. Nước mắm này có ớt ở trong rồi. Mình đã cắt ớt ở trong rồi, bỏ vô. Đó, mình bỏ ớt vô. Sau đó cho thêm một ít nước lọc vô. Để mình chuẩn bị một ít nước lọc vô nha. Để cho nó đỡ cháy. Đây. Một ít nước lọc vô. Xong rồi mình sẽ cho một ít đường vô. Nãy quên quay nước lọc rồi. Cho một ít đường vô. Bạn nào thích ăn ngọt nhiều thì cho ngọt nhiều. Cho đường nhiều bạn nào thích ăn. Ít ngọt thì mình cho ít ngọt. Thôi ít đường thôi. Đó, xong mình bật lửa to lên. Không biết cái vị của món này thế nào đây. Đây là nồi mực của mình. Đây, mình cho lửa to lên xong rồi. Xíu nữa mực nó to lại rồi, nó săn lại hết nước thì mình nếm. Mình nếm cái nào không vừa thì mình lại cho thêm gia vị vô. Đó. Đợi một xíu nó hay là nhanh mà các bạn ha. Cái này nhanh mực. Nó săn lại rồi. Đó. Đây bây giờ mực đã săn lại rồi, mấy bạn thấy không? Mực săn lại rồi. Đây, mình tắt bếp rồi, bây giờ mình sẽ đổ ra dĩa nha. Đây là mực săn lại đó. Mình sẽ đổ ra dĩa. Mình sẽ ăn cơm, bây giờ là 1 giờ rồi. Đó. Mình nêm thử rồi, hơi cay một xíu. Nhưng mà vẫn ăn được. Đó, bây giờ mình sẽ ra con mâm cơm của mình nha. Con mâm cơm của mình nha. Đây là mâm cơm của mình. Còn có mực nè, canh gà chua, một ít đậu hũ. Đó, các bạn ăn chưa ngon miệng nha. Đây là món mực của mình xong rồi. Bây giờ mình sẽ thử thưởng thức một miếng cho các bạn xem nha. Làm mà không ăn thử cho các bạn xem thì kỳ quá. Đây, ăn thử một miếng nha. Hơi cay một xíu, ba trái ớt lận. Cảm ơn các bạn đã coi video nha. Chúc các bạn ăn chưa vui vẻ nha. Hello các bạn. Và đây là thời khắc sau khi ăn cơm xong. Đây là dĩa mực của mình. Tại vì một mình đã ăn hết. Tại vì tiết kiệm thời gian rửa chén nên đã đổ mực ra cái dĩa có tỏi. Đó. Và đây là chén cơm thứ hai. Bình thường mình chỉ ăn một chén thôi. Và đây là chén cơm thứ hai. Rất là tiêu cơm đúng không? Rảnh thì các bạn làm ăn nha. Bye bye các bạn.